Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Đúc Pro Photography. Trong video clip lần trước, tôi đã thực hiện việc chụp sản phẩm trong studio. Và nếu bạn đã xem video clip đó rồi thì bạn sẽ thấy rằng tôi sử dụng một loại bàn tròn, loại bàn dành cho các loại bar để rượu cho khách. Và ở trên đó tôi để một miếng bìa đen và một miếng kính để làm bàn tabletop chụp sản phẩm. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức tạm thời. Trong thực tế thì các photographer họ sử dụng những loại bàn chuyên nghiệp hơn như ta thấy ở đây. Như các bạn thấy, loại bàn chụp sản phẩm này khá là phổ biến và rất là mắc tiền tùy theo từng cái hãng sản xuất, và nó có một bộ khung cùng với một miếng chúng ta có thể tạm gọi là background và có thể cho ánh sáng đi xuyên qua được, giống như là một tấm diffuser. Thì loại bàn chụp sản phẩm này có thể giúp bạn tạo ra được một cái môi trường chụp sản phẩm rất là chuyên nghiệp. Loại bàn chụp sản phẩm thứ hai tôi nghĩ rằng là rất quen thuộc với các photographer Việt Nam chúng ta, đó là một loại hình hộp lập phương. Loại thứ hai này khá là rẻ tiền và rất là tiện dụng, có thể xếp gọn vào hoặc là bung ra khi cần sử dụng. Và việc sử dụng chụp rất là, bạn có thể đặt lên bất cứ một chiếc bàn nào và sau đó set ánh sáng rất là cơ bản là hai đèn hai bên, và có thể có thêm một đèn nữa từ phía đằng sau tới và có thể chụp một cách dễ dàng. Đặc biệt là những bạn mà hay bán hàng ở trên mạng thì thường hay sử dụng loại này để có thể tự chụp ở nhà rồi đưa hình lên trên mạng để bán hàng. Và tất nhiên trong thực tế thì đôi khi việc setup chụp sản phẩm chúng ta cần những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, mà đối với những loại bàn chụp sản phẩm như vừa rồi rất là khó thực hiện. Ngoài ra đôi khi khả năng tài chính của chúng ta không cho phép để mua những loại bàn chụp sản phẩm có trị giá cả 1.000 hoặc 2.000 đô la. Do vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ra một chiếc bàn tự chế để chụp hình sản phẩm rất là đơn giản nhưng mà lại hiệu quả và rất là rẻ tiền. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Ok, trước tiên là chúng ta cần một thiết bị. Thiết bị này tôi mua từ hãng Avenger, có tên là Baby Female Warm Place. Thiết bị này thực ra là để làm một công việc là gắn lên tường và lắp đèn studio vào phần còn lại, rất là chắc chắn, được làm bằng thép, bằng inox, rất là chắc chắn. Với thiết bị này thì tôi nghĩ rằng bạn có thể hoàn toàn dễ dàng chế tạo ở Việt Nam, có thể ra ngoài các tiệm gò hàn làm một miếng sắt và làm một đầu ống tuýp phía trên và khoan một lỗ để lắp một đầu bắt vít vào như thế này để làm khóa. Các bạn thấy rõ không ạ? Tiếp theo là chúng ta cần một miếng gỗ. Một miếng gỗ ở đây thì tôi sử dụng một miếng gỗ bằng ván MDF có kích thước là 16 inch x 20 inch. Lý do tôi sử dụng kích thước này bởi vì là tôi có sẵn miếng kính tôi mua từ tiệm bán tranh có kích thước là 16 inch x 20 inch, vừa khít. Ở Việt Nam thì việc cắt kính sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi mà bạn ra những tiệm cắt kính, bạn có thể làm với kích thước tùy ý rất là nhanh và rẻ tiền. Tiếp theo là bạn cần một cây thước để đo, máy khoan và một số ốc vít. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp tất cả thiết bị này lại với nhau. Như các bạn thấy là tôi đã hoàn thành việc gắn bộ mao này lên trên một miếng gỗ rất là chắc chắn. Và việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta cần một cái chân đèn. Chân đèn là một thứ mà ai chúng ta cũng có sẵn ở trong studio. Đây, như cái này.
Và bạn sẽ thấy rằng là bây giờ việc chúng ta là chỉ việc đặt chân đèn và khóa lại. Chúng ta có thể đặt miếng kính lên. Nếu như bạn muốn mặt phẳng phía trên này là màu gì thì bạn có thể cắt một miếng bìa màu trắng hoặc là màu đen, rồi sau đó đặt miếng kính lên trên và chúng ta sẽ có một cái mặt bàn tabletop có sự reflection từ vật thể chúng ta đặt lên trên. Vâng, và với một chiếc bàn tự tạo đơn giản và rẻ tiền như thế này, tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể làm được và sẵn sàng cho việc chụp hình trong studio của mình. Bạn chỉ việc đặt sản phẩm lên, set up đèn và chụp. Chúc các bạn có thể làm được một chiếc bàn ưng ý phục vụ cho việc chụp sản phẩm trong studio của mình. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube này để có thể theo dõi những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.